cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được khánh thành và đưa vào sử dụng không chỉ là niềm mong chờ của nhân dân, doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, đây còn là sự kỳ vọng của doanh nghiệp trong cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, logistics bởi các giá trị mà tuyến đường mang lại. Công ty B-Logistics Hải Phòng là một trong những doanh nghiệp logistics và vận tải hàng hóa lớn với các chi nhánh đại lý tại nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, hoạt động vận tải và hậu cần logistics tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái lại chưa thường xuyên bởi những bất lợi về cung đường và thời gian vận chuyển so với cửa khẩu tại một số tỉnh thành khác. Bởi vậy, khi nắm bắt thông tin tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chuẩn bị đi vào hoạt động, doanh nghiệp này đã lên kế hoạch thay đổi chiến lược kinh doanh. Chúng tôi cũng rất là đón nhận cái thông tin là cái đường cao tốc hoàn thành. Tại vì trên thực tế thì trong cái quá trình giao nhận vận chuyển ấy, thì cái vấn đề thời gian và vấn đề cung đường là cực kỳ quan trọng liên quan đến cái yếu tố cạnh tranh. Đấy, thì khi mà cái cung đường này hoàn thành thì chúng tôi thấy là cái cung đường mà từ Móng Cái đến Hà Nội thì nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Và bây giờ chỉ còn khoảng từ 250 đến 270 cây. Và cái thời gian vận chuyển thì cũng chỉ còn 3,5 tiếng trở xuống và thậm chí có thể sớm hơn. Thì đấy là một trong những yếu tố mà chúng tôi sẽ lựa chọn Móng Cái là một cái điểm tiếp theo trong cái vấn đề là các cửa khẩu cross border, là các cái vận chuyển mà qua biên giới. Hiện tại, khi tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chuẩn bị được hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhiều đơn vị hoạt động logistics đang xúc tiến mở các văn phòng đại diện tại Quảng Ninh nói chung và Móng Cái nói riêng, qua đó khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh về cung đường ngắn, thời gian vận chuyển nhanh và an toàn, lợi thế về logistics, nâng cao hiệu quả trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi đã mở cái văn phòng đại diện ở Móng Cái, đấy, chắc là cũng hoạt động sớm trong tháng này thôi. Đấy, thì cái dịch vụ mà chúng tôi sẽ khởi động lại đầu tiên đó là cái dịch vụ truyền thống liên quan đến vận chuyển đường bộ của các cái phương tiện vận chuyển như xe container và các xe tải nhỏ, tải rời. Đấy, và phục vụ cho cái hàng truyền thống xuất với nhập qua cửa khẩu Móng Cái là cửa khẩu chính. Đấy, tuy nhiên về mặt thời gian tới thì chúng tôi cũng kỳ vọng và chúng tôi cũng quan tâm nhiều đến các cái trung tâm logistics ở trên địa bàn Quảng Ninh là có thể tận dụng được cái tuyến đường Móng Cái để trong cái việc mà chúng tôi cũng có cái bàn thảo với lại các cái đối tác của Trung Quốc trong cái vấn đề về mặt vận chuyển cái hàng e-commerce, tức là cái hàng về thương mại điện tử. Và chúng tôi cũng thuyết phục các cái nhà đầu tư là lựa chọn thêm Móng Cái là một cái điểm trung chuyển ở biên giới cho cái việc mà thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi vào hoạt động thì thời gian vận chuyển từ điểm cuối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái giảm xuống chỉ còn 1 tiếng rưỡi. Nối cửa khẩu quốc tế Móng Cái với hệ thống cao tốc quốc gia và là động lực thúc đẩy các hoạt động về vận tải và logistics phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.